Rồi, xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau về cái bài là Lác Đác ở cái đề thi ở quận Liên Chiểu năm 2023, năm 2024. Thì đối với được bài này thì chúng ta sẽ phân tích ha. Chúng ta thấy là ở đây cái hình một này, thì chúng ta có cái đường tròn lớn ở đây và có hai phần tô màu và hai phần không tô màu ha. Nên nó tiếp trong một cái hình vuông và chúng ta thấy rằng là một cái hình tròn thứ hai. Nó có cái chiều ngược với cái hình này, thì hai cái phần này tiếp tục tô màu và cái phần này không tô màu ha. Thì đối với đường tròn mà tam giữa thì chúng ta có nhiều cách vẽ ha. Có thể là chúng ta vẽ một cái tam giác, xin lỗi, là vẽ một cái hình vuông như thế này, sau đó chúng ta sẽ đi vào tâm, hoặc là chúng ta vẽ một cái hình vuông nhỏ này, rồi sau đó chúng ta cho nó lặp lại 90 độ. Thì chúng ta sau đó vô, chúng ta đang đứng ở tâm này, thì sau đó chúng ta sẽ vẽ ra một cái đường tròn này xoay như thế này, vừa tô màu và vừa không, hoặc là chúng ta tô như thế này, chúng ta sau đó đi ra đây, chúng ta đi lên đây, chúng ta đứng tâm, có nhiều cách vẽ như vậy. Rồi bây giờ để mình về cái bài này thử ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ cái hình vuông trước này. Rồi bài cho thì nó chỗ đây thì là gì? Bán kính nó là 20 này, như vậy là từ tâm đến đường tròn 20, có nghĩa là từ đây này ra đây là 20, như vậy là cái hình vuông này phải là 40 ha. Bây giờ mình bị lớn một tí xíu, mình cho nó 80 ha. Để cho nó lớn rồi cho mình dễ quan sát ha. Góc này là 90. Rồi, chỗ này mình cho gì? Bút mình là lớn lên tí xíu. Rồi. Thì nó có hai cách ha. Một là chỗ này là mình đỡ tắt hình vuông như thế này, mình có thể lặp lại 90 độ này, nó quay này, mình cho nó quay 4 rồi này. Đó, thì chỗ này là cũng là một cái hình vuông này. Sau đó chúng ta thì cho quay cái đường tròn nó quay. Còn cách thứ hai ấy, thì nó cũng đơn giản như thế này. Bây giờ mình cho nó lớn hơn tí xíu, mình cho nó trăm đi. Bây giờ mình thì đi ra đây, đi lên đây, mình cũng đứng chính giữa hình vuông vậy ha. Đây mình chỉ lên thay đổi chữ là bằng cái 100 chia 2 này, 100 chia 2 thì là đi ra 50, chia theo y là cũng là 50. Chia
Gửi rồi, bây giờ mình sẽ là gì, vẽ một cái đường tròn tô màu ha. Mình vẽ một cái là gì, đường tròn. Còn tô màu của chúng ta thì có kích thước là nhiều, bán kính của nó là 50, trừ 50 qua góc quay của nó là gì, quay một. Chỗ này chúng ta chỉ quay 1/4 của vuông tròn là 90 thôi. Bây giờ mình vẽ đường tròn không tô màu, một cái đường tròn nữa là đường tròn không tô màu. Giờ vẽ đường tròn không tô thì thì chúng ta nhân bản cái này là này. Ý tưởng là gì? Đầu tiên mình đi ra thì mình đi ra 49 rồi. Mình đi 49 rồi. 49. Sau đó là gì? Mình sẽ đi thêm một nữa là 50. Mình sẽ dùng một cái kỹ thuật là gì? Đầu tiên mình đi ra là mình dỡ cái bút qua. Đi tới một là mình đánh cái bút xuống. Và tiếp tục như vậy là mình dỡ cái bút qua. Và cuối cùng là mình đặt cái bút xuống. Đó là đường tròn không tô màu. Như vậy chỗ này mình sẽ làm gì? Mình sẽ lặp lại 2 lần. Như vậy là mình sẽ vẽ được một cái hình đây, cái hình đây, hình số 2 đây, hình 2 này, hai màu đen của đây ha, hai màu của đây. Như vậy tiếp tục là mình vẽ cái hình như thế này. Như vậy mình sẽ là gì, chỗ này mình là mình sẽ đặt một cái khối rồi là gì, khối hình một. Rồi tiếp tục là mình sẽ vẽ một cái nữa là gì, khối hình hai. Bây giờ mình đổi lại khối hình hai cái này nha, mình nhân bản lại y này thôi, là khối hình một. Khối hình một thì mình không tô màu trước rồi là tới tô màu, không tô màu trước là tới một tô màu á. Khối hình một này, khối hình hai này thì chúng ta chạy thử đi. Rồi ý là gì, chúng ta sẽ sau khi vẽ khối một xong chúng ta sẽ đưa nhân vật nó về đây này,
Rồi tối hôm qua mới về khối lần 2. Rồi, như vậy là chúng ta chỉnh tí xíu này. Sau khi về xong thì chúng ta sẽ đi gì à? Đây, chúng ta sẽ nhận bảng này lên. Chúng ta đi về cái vị trí xuất phát của chúng ta là chúng ta sẽ trừ cái từ đây này, chúng ta trừ trừ xuống, hiện nay trừ 50, trừ 50, và chúng ta cũng trừ ít, trừ 50 ý là chúng ta đưa cái nhân vật từ đây đến dưới đây, rồi nó dưới đây, tương tự như vậy ha, chúng ta cũng làm cho khối hình thứ hai, và sau mỗi sau khi chúng ta vẽ xong thì từ đây chúng ta sẽ đi ra đây. Từ đây ra đây là 100 ha. Như vậy là chúng ta sẽ đợi trong tuần này cũng được mà. Chúng ta sẽ đi ra 100 để chúng ta quay. Như vậy là chúng ta đã có được một cái khối hình rồi này, khối hình cơ sở 1 và cơ sở 2. Rồi mình xin dừng video ở đây và tiếp tục video thứ hai là mình sẽ về tiếp cái phần tiếp theo.